Xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần này, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một không gian xanh đậm chất Đà Lạt tại trung tâm thành phố. Tiếp đó sẽ là chuyến hành trình trải nghiệm săn mây vô cùng mới mẻ dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp của thành phố sương mù. Và trước khi đến với những điều thú vị của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn. Theo dự kiến, festival lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh. Dự kiến festival năm nay sẽ có 14 chương trình như chương trình khai mạc, bế mạc, chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh, xây dựng các tiểu cảnh đạt kỷ lục Guinness Việt Nam, không gian hoa, chương trình lung linh đêm hội bờ lao, hội chợ thương mại và triển lãm ngành trà, tơ lụa và nhiều chương trình hấp dẫn khác. Tại cuộc họp, các sở ngành địa phương liên quan đã đưa ra kế hoạch và những ý tưởng tổ chức các sự kiện tham gia vào festival lần thứ 8 năm 2019. Một số đơn vị đề nghị ban tổ chức nên tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động như triển lãm các giống hoa mới, trưng bày hoa theo chủ đề riêng biệt, như trưng bày các giống hoa hồng lạ được du nhập vào Đà Lạt gần đây, thành một không gian lớn để thu hút du khách tham quan, thưởng lãm. Đại diện một số sở ngành thì cho rằng 14 chương trình đưa ra trong lễ hội là quá nhiều, nên rút gọn bớt một số chương trình phụ, tập trung đầu tư cho các chương trình chính sao cho đặc sắc, hấp dẫn, mới lạ hơn các kỳ festival trước, nhằm để lại dấu ấn về thành phố hoa Đà Lạt. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh. Cái sức lan tỏa của nó, thu hút của nó qua công tác tuyên truyền, qua các nội dung của chương trình sao cho nó tốt, để mà mình thấy là gì? Những lần làm sau thì luôn luôn là được có kinh nghiệm của những lần trước và cũng luôn được chắc lọc và luôn được đón nhận và luôn được tìm tòi khám phá ra những cái chương trình mới. Nó không chỉ là cái cốt cách, cái nét văn hóa, áo dài của những người bán hàng rong vân vân. Rồi Đà Lạt hiện đại thì nó cũng không chỉ là du khách đến, không chỉ là những cái điểm đến, điểm danh thắng. Thì bây giờ phải tìm và phải xác định được những cái mà hiện nay. Xưa thì có thể dễ tìm, nhưng cái gì cái này chắc lọc ra cái này là cái gì. Để mà làm mấy cái việc, một là phải trưng bày nó phải bằng hiện vật, bằng hình ảnh. Và cái thứ hai nữa là nó phải bằng tư duy. Và tư duy đó được phải thể hiện qua những bài viết, thể hiện qua những cái video clip, nó thể hiện qua những cái thực tế tồn tại, những cái công trình kiến trúc. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh còn đề nghị các sở ngành đơn vị phối hợp với nhau trong từng khâu tổ chức, sao cho các chương trình có sự kết nối. Và đặc biệt là tập trung khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử, để thông qua lễ hội, du khách có thể cảm nhận được Đà Lạt là thành phố vừa có cốt cách riêng nhưng vẫn hiện đại. Sự chuyển mình của thành phố theo xu hướng vừa bảo tồn và vừa phát triển. Các đơn vị tổ chức tập trung vào xã hội hóa các hoạt động và vận động người dân tham gia, không đặt nặng các chương trình gò bó, cứng nhắc, đẩy mạnh tuyên truyền về các làng hoa, vườn hoa tiêu biểu của thành phố. Đồng thời, chú trọng vào việc phát triển hoa trên đường phố. Các hộ dân, những công việc này sẽ được bắt tay ngay từ bây giờ mới có thể có một kỳ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 thành công như mong đợi. Quý khán giả thân mến, có một địa chỉ mà du khách thường khéo nhau rằng bạn có thể tìm thấy một không gian thu nhỏ của Đà Lạt tại đây. Và ngày hôm nay để thực nghiệm lời chỉ dẫn đó thì Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm không gian Đà Lạt tại nơi này nhé. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt gần 8 km, Le Jardin Homestay mang dáng dấp của một người con gái Đà Lạt luôn nhẹ nhàng, e ấp. Sự yên tĩnh thơ mộng và tràn ngập màu thanh xuân đúng chất Đà Lạt là điều mà du khách có thể cảm nhận được khi đến với Le Jardin. Tại đây, từ khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, bếp, khu giặt giũ đến nơi nghỉ ngơi đều được thiết kế và trang trí tinh tế, tỉ mỉ. Các phòng riêng ở đây được đặt với những cái tên rất Đà Lạt như Mimosa, Lavender, Violet, Hoa Đỗ Quyên, v.v. Với điểm nổi bật là những mảng xanh đến từ những chậu cây cảnh mang đậm nét Đà Lạt
Với điểm nổi bật là những mảng xanh đến từ những chậu cây cảnh mang đậm nét Đà Lạt. Ngoài khu vực nghỉ ngơi, phòng khách với khung cửa rộng tràn nắng là nơi tuyệt vời để vừa đọc sách vừa nhâm nhi một tách trà nóng. Phòng bếp với đầy đủ dụng cụ nấu nướng và các không gian tuyệt vời ngoài trời để tổ chức barbecue vào mỗi tối. Le Jardin đẹp từ cái nhìn đầu tiên với những không gian riêng biệt theo một phong cách kiến trúc hoài cổ, xen kẽ giữa phương Đông với phương Tây. Bạn có thể tìm thấy những vật dụng xưa cũ, đặc biệt quen thuộc với thế hệ 80-90. Những đồ vật như chứa đựng cả bầu trời ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Vâng, thưa anh có thể cho mọi người được biết là cái ý tưởng từ đâu mà mình lại thiết kế nên cái không gian của Le Jardin như thế này ạ? Chào Linh. Trước hết chia sẻ về cái ý tưởng thiết kế thì như Linh với mọi người cũng đã biết, Đà Lạt mình là một cái thành phố được thành lập cách đây khá lâu và chịu ảnh hưởng rất nhiều của kiến trúc Pháp. Thì với cái suy nghĩ đó thì anh thiết kế cái homestay này theo cái phong cách của Pháp, kiến trúc của Pháp, và ngay cả cái tên của homestay thì anh cũng lấy bằng tiếng Pháp, tức là Le Jardin có nghĩa là khu vườn. Và cùng với cái ý nghĩa đó thì anh muốn xây dựng một cái homestay nó có một cái khu vườn rất là đẹp, thơ mộng để cho mọi người đến nghỉ ngơi thì có thể có được cái không gian thoải mái nhất để mà tận hưởng. Và vậy thì được biết là anh là một bạn trẻ đã có một công ăn việc làm ổn định ở Sài Gòn và có thu nhập khá cao ở đó. Vậy lý do vì sao anh lại quyết định là quay trở về Đà Lạt để lập nghiệp tại mảnh đất của quê hương ạ? Để nói về cái lý do mà trở về lập nghiệp ở Đà Lạt thì chắn xin được chia sẻ hai cái điều cùng với quý vị khán giả. Cái điều thứ nhất đó là chắn là một người rất là đam mê về kiến trúc, thì từ nhỏ đã có niềm đam mê đặc biệt với kiến trúc rồi, nhưng mà không có cái duyên với kiến trúc, cho nên sau đấy thì lại học về tài chính và đi làm về tài chính. Nhưng mà tuy vậy thì vẫn có một cái niềm đam mê đặc biệt và vẫn tìm hiểu học hỏi về kiến trúc rất là nhiều. Từ nhỏ là đã có mong muốn là có một cái cơ hội để mà mình có một cái công việc mà liên quan tới cái ngành kiến trúc và để thực hiện cái đam mê của mình. Thì đó là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai nữa thì chính muốn tạo ra một cái không gian, một cái trải nghiệm mà để cho những cái du khách đến Đà Lạt có thể cảm nhận được cái cuộc sống của con người Đà Lạt, cảm nhận được cái không gian và như là trở về với ở nhà chứ không phải là đi du lịch. Phía sau Le Jardin Homestay là một khu vườn nhỏ nhắn nhưng vô cùng thơ mộng. Tại đây có một quán cà phê nhỏ phục vụ thức uống và các món ăn đặc sắc của địa phương. Và đây cũng chính là không gian sống ảo được du khách yêu thích nhất khi đến nghỉ dưỡng tại Le Jardin. Ngồi nhâm nhi tách cà phê thơm nồng, kể với nhau những câu chuyện xa gần không hồi kết, giữa tiếng nhạc trịnh nhẹ nhàng ngân vang, tận hưởng không gian xanh mát mẻ và khí trời trong lành là một trong những trải nghiệm khó quên của du khách khi đến đây. Và nơi đây có thể gọi là khu vườn trong mơ, ẩn mình giữa thành phố ngàn hoa thơ mộng. Quý khán giả thân mến, nãy giờ chúng ta đã được tận hưởng không gian của Le Jardin và bây giờ thì Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng hỏi một vị khách ở đây để xem được cảm giác của họ như thế nào nhé. Xin chào bạn, bạn có thể cho mình biết được cái cảm giác khi mà bạn đến Le Jardin để mình uống ly cà phê cũng như là mình ở tại nơi này ạ? Mình thấy là Le Jardin rất là, mình cũng vô tình, mình tình cờ mình tìm thấy cái homestay này thôi. Nhưng mà khi mà mình vào đây thì mình rất là bất ngờ là mình có một cái sân sau rất là xinh rồi, và cái phong cảnh ở đây, cái khung cảnh xung quanh đây á, thì ở đây là xung quanh có rất nhiều nhà vườn, nó rất là yên tĩnh, nó rất là thanh bình, thì mình cảm thấy là mình rất là enjoy cái không khí ở đây và cái chuyến đi của mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Le Jardin được chủ nhân tâm sự là tâm huyết của đôi vợ chồng trẻ quay trở về lập nghiệp ở mảnh đất quê hương, nơi giúp họ được giao lưu, trao đổi với tất cả mọi người về đam mê với nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực của mình. Phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể thấy một khoảng xanh thơ mộng của Đà Lạt, màu xanh của mây trời, của rừng thông ẩn hiện giữa thung lũng nhà lồng đẹp mắt. Với không gian thơ mộng và sự chu đáo nồng hậu của chủ nhà, chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được sự ấm áp thoải mái như gia đình mang lại. Và quả thực, không sai khi nói rằng chúng ta có thể tìm thấy một Đà Lạt thu nhỏ tại Le Jardin.
vị và các bạn thân mến, nếu bạn là người mê khám phá, thích trải nghiệm cảm giác lạnh tê trong rừng thông hoang sơ, xao xạc cùng tiếng gió giữa thiên nhiên thơ mộng của Đà Lạt, thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên của chương trình trải nghiệm chuyến hành trình săn mây trên núi Hòn Bồ ngay sau đây. Đến Hòn Bồ cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km về phía đông bắc, nơi đây là một trong những nơi bao quát thung lũng Đà Lạt đẹp nhất. Núi Hòn Bồ được xem là điểm ngắm bình minh tuyệt vời. So với các đỉnh khác thì Hòn Bồ khá dễ chinh phục, nhưng không vì thế mà cảnh trí kém hấp dẫn. Với địa lý khá lý tưởng cho việc cắm trại, chính điều này đã thu hút rất đông du khách đến đây để có cho mình một trải nghiệm thú vị khi đến du lịch tại thành phố ngàn hoa. Thoát khỏi sự náo nhiệt đông đúc khu trung tâm thành phố, khi trải nghiệm chuyến hành trình cắm trại qua đêm tại những vùng ngoại ô, các bạn sẽ được gần gũi với thiên nhiên, hít thở khí trời trong lành, ngắm những ánh đèn từ nhà vườn trồng hoa ngay dưới chân núi Hòn Bồ và cùng ngồi bên nhau thưởng thức món thịt nướng thơm nức. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua một đêm cùng với nhóm bạn trên đỉnh Hòn Bồ thì hiện tại bây giờ đang là 5 giờ sáng. Quý vị và các bạn có thể thấy xung quanh Thùy Linh hiện tại bây giờ sương đang bao phủ khắp thành phố Đà Lạt và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm màn sương bao phủ dày đặc vào thời điểm này nhé. Trên đỉnh núi, bình minh biến chuyển rất nhanh, bầu trời tối mịt dần sáng. Khi mặt trời nhô lên hẳn, du khách sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà không phải lúc nào cũng có được. Hòn Bồ đẹp nhất vào bình minh khi những tia nắng vàng bắt đầu ló dạng, chiếu thẳng xuống hàng thông xanh. Hơi nước từ những cành cây ngọn cỏ bốc lên tạo thành những làn sương mù mờ ảo. Toàn bộ như một bức tranh sống động và huyền hoặc đến mơ hồ. Thực sự tôi cảm thấy đây là một trải nghiệm thú vị. Khi thức dậy, xung quanh không khí mát mẻ rất tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng đây là một sự khởi đầu tuyệt vời cho một ngày trải nghiệm mới ở Đà Lạt. Không khí ở đây vô cùng trong lành, khung cảnh thì rất đẹp. Và đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt với chúng tôi khi đến với Việt Nam. Bởi vì trước khi đến đây, chúng tôi chưa bao giờ trải nghiệm một buổi cắm trại nào ở Việt Nam giữa không gian hoang dã như thế này. Khi nhiệt độ ngày càng ấm lên, thì trải nghiệm chuyến hành trình cắm trại săn mây tại núi Hòn Bồ sẽ thích hợp cho những ai thích cảm giác lạnh tê trong rừng thông hoang sơ, xào xạc cùng tiếng gió, mà phải mất rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm, bạn mới có thể cảm thụ hết được bản hòa ca tuyệt vời của thiên nhiên. Và khoảng thời gian giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa, tour săn mây luôn là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn nhất. Nhưng mà cái giao mùa giữa cái cuối mùa khô và bắt đầu vào mùa mưa như thế này này là những cái lúc mà mình có thể thấy được cái biển mây, nó những cái biển mây và những cái ngọn đồi nó xuất ẩn hiện khi buổi sáng mình nó lên ấy. Thì mùa này đang là cái mùa cao điểm của mùa đi săn mây như thế này, và gần như là khi mà du khách đến với cái hình thức đi như thế này thì cảm thấy rất là hài lòng. Nhất là về buổi tối thì mình vẫn có thể thấy được cả trăng, trời vẫn sáng, và buổi sáng sớm được thưởng thức cảnh như vậy, như giống như người ta thường nói là như trốn bồng lai tiên cảnh ấy. Thì vào mùa này đang là cái thời điểm rất là hoàn hảo để mình trải nghiệm cái hình thức. Đứng trên đỉnh Hòn Bồ, du khách sẽ có cảm giác như cả biển mây luồn dưới chân và ánh bình minh vàng rực rỡ ở trên đầu, ngỡ tưởng đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Những tín đồ săn mây đích thực sẽ không thể nào bỏ qua đỉnh Hòn Bồ của thành phố Đà Lạt, nơi có thể ôm trọn mây trời cỏ cây cũng như toàn cảnh của thành phố sương mù Đà Lạt vào lòng khi đứng trên đỉnh, phóng tầm nhìn ra thế giới diệu kỳ, và đặc biệt sẽ được dịp ghi lại nhiều khoảnh khắc của thành phố lúc sớm mai. Thưa quý vị và các bạn, khung cảnh bồng bềnh của biển mây Đà Lạt vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch hấp dẫn và thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.